Ủa Tâm Ý. Ủa sao chú? Con ở đây? Dạ con đi mua đồ. Con quên mang theo dù hả? Dạ. Nè cầm đi. Dạ thôi không cần đâu chú, chú cứ xài đi. Sao không cần, cầm đi. Dạ thôi con đi về cũng được mà. Trời ơi cứ cầm đi lẹ nè. Dạ thôi chú đưa con lấy về chú che. Nè cầm đi, chú chạy bộ được mà. Dạ mà con cũng chạy được mà. Đừng có cứng đầu quá. Nè cầm đây dù mới nha, không được để ướt nghe chưa. Vậy sao che được chú? Chú nói giỡn á, cầm đi, nghe thơ quá, vậy nha. Dạ con cảm ơn chú. Dạ con bị bệnh hả? Dạ không có. Không có cái gì mà con sưng lên được kìa. À rất là con bị sâu răng thôi à. Bị sâu răng? Dạ. Để chú coi. Cái gì vậy? Con bị sốt rồi đó. Để chú một chút. Đây rồi. Hai miệng ra chú coi. Chưa. Hai miệng ra. Nói chữ A. 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 Đúng rồi. A bự lên. A. Con thích ai chưa? Dạ. Hả? Cái gì vậy? Không, không có. Con đâu có thích ai đâu. Dạ. Con cảm ơn chú. Con uống đi rồi mình đi. Tới rồi. Ủa ai tới vậy chú? Anh đây nè. Bác sĩ. Ừ. Làm gì đến trễ quá vậy? Sài Gòn cái gì cũng thay đổi, mỗi việc kẹt xe là không. Dạ bạn gái đi chơi hả? Vậy mà nói là không có thời gian. Đừng nói tầm bậy. Có thời gian hẹn hò đó. Đã nói đừng nói tầm bậy rồi. Chứ cô bé này là ai? Là cháu gái thôi. Chào em, chị tên là Linh, là đồng nghiệp của anh sĩ. Em không định giới thiệu gì về mình hả? À, em... Cái gì vậy cô hai? Tính tra khảo người ta hả? Làm công an hả? Ờ, à, thì một người máu lạnh như anh mà cũng có bồ thì dĩ nhiên là em phải thắc mắc một tí xíu. Đã nói là không phải rồi. À quên nữa, nè. Coi này đi. Em là người đầu tiên được coi nha. Trời ơi, vinh dự quá ha. Rồi, thôi đi. Nè, uống gì để em đi gọi cho. Cho em cà phê nha. Cà phê đúng không? Chị cứ coi thoải mái đi nha. Ờ, nhưng mà em nói trước nha, em đóng góp ý kiến thẳng lắm đó. Thoải mái, mà như cái này chỉ là phác thảo thôi, chưa xong đâu nha. Ok. Coi đi. Uống đi cô. Ủa mà anh đã xem bài viết của giáo sĩ Leo chưa? Được đăng trên tạp chí khoa học y khoa đó. Ủa ông cũng nghiên cứu đề tài này hả? Nghiên cứu đề tài mạch máu hả? Ừ, đúng rồi, anh không biết gì hả? Tháng sau á, giáo sư sẽ được mời sang Mỹ để giới thiệu về bài viết này. Nhưng mà nếu mà anh đi á, nó sẽ giúp ích cho anh rất là nhiều trong bài viết này. Em đi cùng anh. Ờ, cái này phải được trưởng khoa cho phép. Anh nói thiệt cho anh điên đầu về bài viết này quá. Là còn không đủ tài liệu nữa chứ. Nhưng mà lấy tài liệu ở đâu? The New Island Journal of Medicine. À, chú ơi. Hả? Hay là con xin phép đi trước nha chú. Sao vậy? Tại con thấy chú bận quá à. Với lại con tự đến đó nhổ rồi về nhà cũng được. Ủa, con cũng muốn vậy hả? Chú có nói trước rồi, bây giờ con tới nói rõ họ tên là được à? Dạ, con chào chú. Con chào chị. À quên nữa, con cầm cái dù về giùm chú đi, trời có mưa đâu. Con lại cái này đi. Làm hoài không được luôn á. Chỗ này anh thêm cái icon cho dễ thương hơn á. Tào lao mi lao hả? Thêm icon. Nè khúc nè, thứ tài liệu nè. Ủa con chưa đi hả? Dạ ở ngoài mưa rồi, chú giữ cái dù đi. Ngoài trời mưa hả? Ngoài trời mưa thì con phải giữ đi chứ, ướt con sao? Dạ thôi, nhà hoa cũng gần mà, con chạy cái là tới rồi.
Không có, nếu như trời mưa chắc là chú không xài đâu, chú ở lại đây luôn á. Anh Nam. Hử? Ở chỗ này em thấy nó sai sai, cái gì anh kiểm tra lại xem. À đây. Rồi đem đúng trình tự nè, đó, thấy chưa? Mở được luôn nè, đó. Đó. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.